ý tưởng siêu du thuyền có một lỗ hổng. Các dịch vụ trước đây bao gồm một chiếc du thuyền có hình thiên nga và một chiếc khác được thiết kế giống cá mập. Nhưng ý tưởng siêu du thuyền mới nhất của Lazzarini Design Studio có thể là một trong những ý tưởng táo bạo nhất của hãng. Nhóm thiết kế có trụ sở tại Rome vừa công bố những hình ảnh render của một thiết kế du thuyền 69m hoàn toàn mới với một lỗ hổng ngay chính giữa. Khái niệm xếp được đặt tên khéo léo. Chạy hoàn toàn bằng năng lượng sạch có một lỗ trống rất lớn trong cấu trúc thượng tầng của nó, dẫn đến một hình bóng đặc biệt tuyệt vời. Sàn lỗ được gọi là bong lỗ. Không gian có thể tiếp cận thông qua một lối vào trên mũi tàu và có các bậc thang dẫn xuống mực nước biển, làm cho nó trở thành khu vực tắm nắng lý tưởng và có thể được tùy chỉnh để phù hợp với yêu cầu của chủ sở hữu. Trong khi đó, bong trên của du thuyền được trang bị một bể bơi vô cực đáy kính, mang đến cho người bơi một tầm nhìn tuyệt vời ra không gian thoáng đãng bên dưới. Khu vực sinh hoạt nằm ở phía sau của cấu trúc thượng tầng, bao gồm 6 dãy phòng, có thể chứa tối đa 12 khách. Năng lượng sạch thiết kế siêu du thuyền độc đáo có một khoảng trống khổng lồ ở giữa, dẫn đến một hình dáng khá nổi bật. Các nhà thiết kế cho biết, do sự lựa chọn theo phong cách đặt một khoảng trống bên trong cấu trúc thượng tầng, không gian trên đờ xếp là sự xa xỉ thực sự. Ngoài ra còn có câu lạc bộ bãi biển với dàn lặn trên tàu, sân bay trực thăng, nhà để xe đầy đồ chơi và tất cả các tiện nghi điển hình mà bạn sẽ tìm thấy trên một chiếc du thuyền tầm cỡ này. Xếp có giá ước tính khoảng 69 triệu euro, khoảng 80 triệu đô la Mỹ. Sẽ được trang bị hệ thống đẩy chạy bằng hydro và sẽ chạy hoàn toàn bằng năng lượng sạch với tốc độ tối đa khoảng 24 hải lý một giờ hoặc 12 hải lý một giờ khi đầy chế độ điện. Các tấm pin mặt trời trên bong tắm nắng của nó sẽ được sử dụng để sạc cho tất cả các hệ thống trên tàu. Thiết kế khác biệt du thuyền sẽ được trang bị bể bơi vô cực đáy kính, câu lạc bộ bãi biển và sân bay trực thăng. Mặc dù nó vẫn chỉ là một bản concept, nhưng nhóm nghiên cứu tại Lazzarini cho biết thiết kế độc đáo này đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ các nhà môi giới kể từ khi nó được công bố. Theo các nhà thiết kế, nếu xếp được chọn, sẽ mất khoảng 20 tháng để xây dựng và thực hiện. Ý tưởng đặc biệt là một trong số những thiết kế siêu du thuyền sáng tạo mới sẽ được công bố trong vài tuần qua. Giá ước tính của nó là khoảng 80 triệu đô la Mỹ và các nhà thiết kế cho biết du thuyền sẽ mất 20 tháng để xây dựng. Xưởng thiết kế Lazzarini có trụ sở tại Rome. Chia sẻ hữu ích nhé!